Thưa quý vị, Cụm thi đua số 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 với sự tham gia của đại diện 26 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Cụm thi đua số 3 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 26 đơn vị thành viên. Với chủ đề đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, phong trào thi đua quyết thắng của Cụm thi đua số 3 sẽ chia thành 3 đợt. Trong đó đợt 1 thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 và 89 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28 tháng 3. Đợt 2 thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đợt 3 thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 19 tháng 8 và ngày quốc khánh 2 tháng 9. Ký kết giao ước thi đua năm 2024, các đơn vị trong cụm sẽ tập trung vào việc củng cố kiện toàn ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, xây dựng lực lượng tự vệ đủ số lượng, chất lượng cao, đạt tỷ lệ từ 10 đến 20% so với tổng số cán bộ công chức viên chức người lao động đơn vị, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm từ 25 đến 35%. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, sử dụng đúng mục đích yêu cầu, phấn đấu xây dựng một căn nhà đồng đội. Năm 2024, đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 3 là Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.